Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm trưởng đoàn vừa đi khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, 9 tháng đầu năm, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 12,46%, đứng thứ hai cả nước sau tỉnh Bắc Giang. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 100.000 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ và dự báo cả năm sẽ đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, Thanh Hóa cũng đã quy hoạch 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 5.000 ha. Theo nghị quyết của Bộ Chính trị, quy hoạch tỉnh được Chính phủ phê duyệt đều xác định đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, Thanh Hóa mong muốn Bộ Công Thương quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn. Trình Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư công về hạ tầng truyền tải điện, dự án dự trữ xăng dầu khí đốt, phát triển lĩnh vực dầu khí, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, v.v. Đề xuất Quốc hội sớm thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực nhằm giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực tiễn thi hành hiện nay. Sau chương trình làm việc và khảo sát thực tế tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 1, 2, cảng tổng hợp PTSC, kho dự trữ dầu thô, dự án điện khí LNG, Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị. Có 5 cái đề xuất. Cái thứ nhất đấy là cái giao ban thương vụ chuyên đề. Cái thứ hai là các cái hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức về thương mại, về hiệp định thương mại tự do, về xuất nhập khẩu. Cái thứ ba là chương trình hợp tác xây dựng các cụm công nghiệp xanh. Cái thứ tư đấy là trung tâm năng lượng quốc gia tại Thanh Hóa. Cái thứ năm, hợp tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Và cũng mong là sẽ có sự ủng hộ và tiếp tục đồng hành của Thanh Hóa với Bộ Công Thương thời gian tới. Từ các kiến nghị cụ thể của tỉnh Thanh Hóa và trao đổi, thảo luận của các đơn vị trực thuộc, ý kiến của các tập đoàn, doanh nghiệp, trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương cho biết sẽ nghiên cứu, giải quyết trên cơ sở tạo thuận lợi nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới.